Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trường. Hôm nay thì sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là một chiếc Toshiba cao tần áp suất hút chân không, nồng 1 lít. Nó có mã là RC gạch ngang 10VGE. Chiếc lồi này là bản thì rất đặc biệt, màn hình nét, trang bị màn hình nét này. Và con này nó giống như ở trên những bản kỷ niệm như Toshiba chuông của VPF ấy. Thì ngay góc ngoài này nó có một cái phần van lỗ để kết nối hút chân không thực phẩm. Đấy, các bác có những cái túi thực phẩm, các bác có thể cắm thêm ống vào đây. Mình để hút chân không thực phẩm nhé. Và hút được nó thì trong chương trình nhà sản xuất cài đặt, nó cũng luôn có luôn một cái chế độ lút ở đây. Đó, nó sẽ hút trong vòng 30 giây nhé. Hút cái lỗ này trong vòng 30 giây. Đấy, bây giờ mở ra bắt đầu hút này. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa, nó hút, âm thanh nghe nó cũng khác. Rồi, thì cái bản này là màn hình nét rất là đẹp, đầy đủ các chế độ lấu. Đầu tiên là chế độ gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt để mầm hay lâu ăn này. Đó, menu có cơm cháy 70 phút. Đó. Bắt đầu đèn hút chân không bên trong sáng. Con này mặt rất là đẹp, không có hề chảy xước ạ. Không hề chảy xước. Chiếc này sử dụng điện 100V, công suất 1420W. Công suất này nó ngang với một chiếc tô chuông rồi quá. Ngang với một chiếc tô chuông nhá. Tô chuông cũng 1420W. Bản này thì nếu mà để nói thì nó như một cái bản kỷ niệm. Rất là đẹp. Cao tần áp suất đây. Các bác nhìn này. Cái phần thân của nó là toàn bộ là màu đen trong vân caro và kim tuyến, các bác nhìn này, những hạt kim tuyến, phủ kim tuyến rất là đẹp. Lấp lánh luôn ạ. Con này thì còn mới khoảng tầm 97%. Đây là mặt đằng trước nhé. Đó. Bao này thì thường thường em để lên đây nó có hay có những vân tay các bạn. Viền inox. Cao tần áp suất hút chân không. Áp suất đây. Gioăng con này nó tuyệt đẹp luôn. Như mới. Quá là mới luôn các bạn. Đó. Mới khi mà có được những chiếc lồi mà còn đẹp như vậy. Chiếc lồi này thì rất đáng để các bác sưu tầm. À, em phải nói là gọi sưu tầm luôn. Đây bên trong đây nhá. Quá là đẹp rồi. Lồi này em đã test mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nấu cơm thì dòng này thì như mọi người đã nói đấy, cũng rất nhiều người đã khen rằng là cái dòng nồi này nấu cơm nó ngon lắm. Đấy, xoàng. Ui, xoàng quá là đẹp này các bác này. Xoàng gân nhá. Nòng không hề một vết chấm xước nào. Bác nào mà hay sưu tầm những dòng nồi tô, tô đèn hay là tô gù ấy, thì đảm bảo là không không thể bỏ qua được chiếc này rồi. Xuất sắc. Đây, xoang hai đáy này. Đây là phần bên trong, phần dưới đáy nồi. Phần đáy này rất là đẹp các bạn ạ. Trong đây thì cái này thì màn hình nét thì việc là hiển thị tất cả các chế độ nhìn nó cũng rất là dễ. Đấy, các bác rất dễ quan sát được tất cả các chế độ bên trong này nhé. Và cái nồi bản này thì nó là màu đen nhé, màu đen rất là bóng. Đây là hâm cơm này, các bác nhấn một lần là bắt đầu là chế độ giữ ấm. Đó. Nhấn một lần nữa thì nó sẽ là kích nóng trong vòng 9 phút. Còn đây là menu. Còn giờ thì em đã lấy lại chuẩn giờ này. Các chế độ chọn gạo ở trên đây. Màn hình nét rất là sáng và cái số của nó hiển thị rất là lớn. Bên này là hẹn giờ nhé, hẹn giờ. Tất cả nồi Nhật nó đều trang bị cái tính năng hẹn giờ rất là hữu ích cho mọi người, những ai mà công việc bận rộn thì mọi người có thể hẹn giờ được. Đấy. Còn nút trên đây là để bật hút chân không, phía này. Đấy, rất là hay. Thì chiếc lồi này em đã bán với giá đó là 2.800.000 đồng nhé, 2.800.000 đồng. Ở những nay trước, những chiếc Toshiba gù cao tần áp suất hút chân không này thì những cái bản bình thường kia thì đã giá nó khoảng tầm từ 2.400.000, 2.500.000 rồi. Đấy, còn bản này rất là đặc biệt, con này rất là mới. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Đây là hai số điện thoại của em nhé. Hai số này đều có Zalo luôn, thì các bác có thể kết bạn Zalo.
Còn nồi này thì không thể chê một điểm gì rồi. Độ đẹp của nó từ ngoài đến trong, từ lòng xoong cho đến gioăng, nó quá là tuyệt vời và bản rất là đặc biệt. Màn hình nét nhé. Con này thì đáng đúng để sưu tầm, một sưu tầm vậy. Đó. Từ khung bi rất là đẹp luôn đấy ạ. Còn rất là mới. Rồi bác là ưng chiếc Toshiba Gu này thì liên hệ trực tiếp với em nha. Qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Ở đằng sau đây là thông số kỹ thuật của lồi đây. Đó, các bác thấy chưa? Đó, bóng gọi như soi gương. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.